Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền Thụ Động Nguyên MMP. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn một nội dung ở trong P Network các bạn nhé. Thì sau khi mainnet thì có rất là nhiều nội dung anh em chúng ta cần quan tâm. Thì mình sẽ gửi cái phần nội dung chính, đấy là cái phần nội dung về tổng cung và phân chia tổng cung như nào, và bây giờ chúng ta đang ở giai đoạn nào trong cái tổng cung đó. Trước khi vào cái nội dung chính ý, thì cũng mong là các bạn đừng quên thường xuyên bấm tia sét để chúng ta đào ở giai đoạn tiền mainnet và mainnet này các bạn nhé. Bởi vì giai đoạn này cực kỳ là tốc độ khá là cao đấy các bạn ạ. Sau này chúng ta sẽ hiểu rằng là giai đoạn sau thì tốc độ không còn cao như này nữa đâu. Rồi chúng ta đi vào cái nội dung. Thì trước khi vào cái phần chính thì mình điểm qua một chút về những cái nội dung cũng khá là quan trọng các bạn nhé. Thì khi khởi chạy mainnet ấy, thì một số người mới nhìn thấy cái số dư của chúng ta. Nói cách khác là trong cái số dư mainnet của chúng ta thì hiện tại nó bằng 0, hầu hết là thế. Chỉ có một số người thì thực hiện KYC rồi thì nó sẽ có số dư các bạn nhé. Đây mình ví dụ như này, những người mà mainnet mà có số dư bằng 0 như này có nghĩa là chưa KYC xong các bạn nhá. Còn những người mà sau khi mainnet xong tại ví mà có xuất hiện số dư như này có nghĩa là họ đã qua KYC xong rồi này các bạn này. Và mục thứ hai khá là quan trọng mà các bạn cũng phải lưu ý để chúng ta không bị nhầm lẫn các bạn nhá. Đấy là cái mạng Pi nó không bán ICO các bạn nhá. Nó không bán ICO, IEO hay là bán bất kỳ một cái hình thức nào để huy động vốn từ cộng đồng. Đó là một cái dự án mình nói là một dự án cực kỳ hay và cực kỳ tuyệt vời. Đấy, tức là nó không bán. Đấy, không bán và không huy động vốn từ cộng đồng. Đó. Do đó bất kỳ bên nào mà mạo danh P Network mà bán ấy dưới bất kỳ một cái hình thức nào đó là bất hợp pháp và giả mạo các bạn nhá. Cho nên là các bạn mà thấy ông nào mà cứ nói bán giá rẻ, giá thế nọ thế kia là các bạn tránh xa ra, bởi vì đấy là hàng giả. 100% là hàng giả các bạn nhé. Và ở trong P Network nó có một cái thiết đặt là thiết đặt để cho cái khai thác tốc độ khai thác mới đấy. Thì mình cũng có làm một cái video ở gần đây này. Đấy thì P Network đã có một cái khai thác mới đấy, mạng kín đã xuất hiện và có cái công thức khai thác mới. Tuy nhiên là chúng ta phải hiểu rằng là cái tốc độ khai thác đấy nó sẽ có hiệu lực đây này, cơ chế khai thác mới sẽ chưa có hiệu lực cho đến khi nhiều người vượt qua KYC và chuyển sang mainnet chính các bạn nhá. Đấy thì bây giờ cũng là chúng ta đã chưa được nhiều người KYC, cho nên những người KYC rồi thì sẽ có một cái cơ chế đào nó sẽ khác các bạn nhá. Đấy thì họ mở ra cho cái số pi ở trong ví rồi thì sẽ mở cho một cái cơ chế đào mới đó. Các bạn lưu ý thêm một chút này, một thông tin rất là quan trọng, đây là cái phần KYC ấy, nó không phải là ngắn đâu, nó cũng tương đối dài đấy, nó kéo dài 6 tháng đấy. Nếu như sau 6 tháng đấy, nếu như bạn không KYC thì Pi bạn đào được nó sẽ hủy bỏ các bạn nhá, nó sẽ như kiểu quay lại kho đấy. Đấy cho nên là các bạn thời gian cũng khá là dài, cho nên là bạn nào mà trước đây đã bỏ khai thác thì các bạn hãy tìm và khai thác lại để chúng ta theo kịp và KYC kịp các bạn nhá. Thì theo mình cái phần KYC này á, nó sẽ diễn ra từ khoảng tháng 1 năm 2022 cho đến tháng 6 năm 2022 sắp tới đây các bạn ạ. Đấy là theo suy đoán của mình thôi, nhưng mà khả năng cao là nó là như thế. Và một cái nữa thì nhiều bạn hỏi là sau này Pi chuyển về ví nào hay là sàn nào, thì xin thưa với các bạn là Pi nó có ví riêng của Pi rồi. Và thứ hai nữa là Pi nó là một loại tiền điện tử lớp 1, nó nằm ở lớp 1 các bạn ạ, và nó chạy blockchain của nó. Đấy, tức là nó có blockchain riêng chứ không nó không phụ thuộc vào cái mạng nào hay là một cái ví nào cả. Cho nên là các bạn sẽ thấy là Pi nó sẽ là một cái đồng tiền khá là đặc biệt. Cho nên là chúng ta hãy nắm bắt các bạn nhá. Thì ở trong sách trắng cái phần sau mainnet thì họ có đưa thêm các cái nội dung cũng khá là quan trọng. Thì các bạn có thể xem phần cung cấp mainnet ở đây. Thì khá là dài, tuy nhiên là mình sẽ tổng hợp lại cho các bạn nắm được là tổng cung nó như nào, nó phân chia như nào, ví nó như nào, sẽ gọi là dễ hình dung hơn các bạn nhé. Đây mình sẽ trích có phân tích sang bên Excel để các bạn hiểu này. Đấy thì tổng cung lưu hành của Pi nó sẽ là 100 tỷ các bạn nhé. Đấy chiếm 100% sau này. Đấy hiện tại là đã công bố chính thức cái này rồi. Đấy 100 tỷ và nó chiếm 100% sau này khi mà Pi nó tổng nó lưu hành ra ngoài là nó sẽ như thế. Và nhóm nòng cốt sẽ giữ lại 20%.
và họ phân chia ở trong cái nhóm phát triển của họ, nhóm Pi có team đấy, phát triển của họ, và cái 20% này nó không phải là thả ra ồ ạt đâu, họ sẽ phân chia theo từng giai đoạn đó, cho nên là bạn yên tâm là họ cũng không làm cho đồng Pi nó phá giá được đâu. Đấy, họ cũng công bố một cách chính thức như thế. Thứ hai, đấy là cái phần dành cho cộng đồng các bạn nhé. Dành cho cộng đồng đến 80%. Đấy, lên là 80 tỷ Pi. Đấy, khá là nhiều. Đấy, tuy nhiên là chúng ta tìm hiểu một chút xem thử dành cho cộng đồng thì bây giờ chúng ta đang nằm ở đâu nhá các bạn nhá. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu một chút như này. Nhóm cộng đồng thì bao gồm này, phần thưởng khai thác của Pi-Boner. Thì phần thưởng khai thác này là 65%. Đấy, hơn một nửa, già một nửa. Nó đã công khai ở cái địa chỉ VP ở đây. Đấy. Và nếu ai quan tâm sau này khi mà Pi nó lưu hành chính thức rồi, chúng ta cứ check ở đây thôi nha các bạn nha. 10% dành cho việc xây dựng cộng đồng và hệ sinh thái. Đó, họ viết rất là rõ là 10% dành cho xây dựng cộng đồng, hỗ trợ cộng đồng. Đấy, COVID hay là những cái lợi ích xã hội chẳng hạn thì họ sẽ dành 10% này. Và 5% họ dành cho việc nhóm thanh khoản, cung cấp các cái vấn đề về thanh khoản của những người kỹ tiên phong và phát triển hệ thống Pi, giống như là các cái cuộc thi Pi vừa rồi mà họ đoạt giải đấy các bạn ạ. Họ dành cái 5% này để phân chia cho những người đó, chia phần thưởng cho những người đó. Đấy, thì ở trong này có cái phần thưởng là phần thưởng khai thác mà anh em chúng ta quan tâm nhất, bởi vì nó liên quan đến chúng ta đó, những người đang tiên phong đào Pi, đúng không ạ? Đấy, thì các bạn có thể xem ở phần này. Phần này nó có hai phần, đấy là phần tiền mainnet các bạn nha. Có thể nói rằng là từ trước đến khoảng ngày 25 tháng 12 năm 2021, từ trở về trước là chúng ta nằm ở giai đoạn là tiền mainnet, có thể nói là thế. Đấy, cũng dao động một số ngày thôi, là tiền mainnet là chúng ta mới phân chia với nhau được khoảng 20 tỷ Pi thôi các bạn nha. Đấy, mới phân chia với nhau được khoảng 20 tỷ Pi thôi. Và giai đoạn từ bây giờ trở về sau, giai đoạn khai thác mainnet, đấy, với công thức mới là họ đang phân chia 45 tỷ Pi. Đó, 45 tỷ Pi là một con số hơn gấp đôi cái số mà chúng ta khai thác tiền mainnet, với là số lượng là 30 triệu người dùng. Đấy, mới 30 triệu người dùng thì chúng ta mới phân chia nhau được 20 tỷ Pi thôi. Đấy, và còn rất là nhiều nữa, còn rất là nhiều người ở đằng sau này nữa để chúng ta có thể phân chia 45 tỷ Pi. Đấy, do đó các bạn thấy là cái lượng đào phía sau cũng còn rất là nhiều. Đó, nhưng mà công thức tính Pi ở phía sau thì như các bạn đã biết nó sẽ thay đổi khác. Do đó các bạn sẽ lựa chọn cho mình một cái cách khóa Pi làm sao cho nó hợp lý nhất, nó phù hợp nhất để chúng ta có thể đào thêm được những cái đồng Pi cực giá trị các bạn nhá. Như vậy là trong khoảng 2 năm tiếp theo các bạn nhé, 2 đến 3 năm tiếp theo thì số lượng người dùng nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ người. Thì mình có một cái bài toán ví dụ như này, mỗi người trung bình trong tương lai sẽ có bao nhiêu Pi. Tổng cái phần thưởng của chúng ta có 65 tỷ Pi. Vậy trong khoảng 3 năm tiếp theo thì sẽ không dưới 1 tỷ người sẽ quan tâm đến Pi và đào Pi đâu các bạn nhá. Rồi, thế thì mỗi người sẽ có là, mỗi người trung bình có khoảng 65 Pi. Đấy, rất là ít Pi các bạn nhá. Và nó rất là khan hiếm. Do đó Pi nó sẽ có cực kỳ có giá trị trong tương lai. Nếu như bây giờ bạn có 1.000 Pi, 2.000 Pi, bạn hãy nắm giữ, bạn hãy nắm chặt, và thậm chí các bạn còn đào thêm. Và chúng ta biết nắm giữ cái tài sản đấy để chúng ta có thể có một cái giá trị nó lớn hơn trong tương lai. Rồi, ok. Đấy, thì nội dung hôm nay mình chia sẻ các bạn để các bạn hiểu được tổng cung của Pi nó như nào, và nó phân chia như nào, và chúng ta đang ở giai đoạn nào. Đấy, nếu như các bạn muốn về đội của mình cùng đào Pi với mình, đấy, thì hãy dùng mã mời Nguyên VV để vào nhóm VIP để mình có thể hướng dẫn bạn với những bạn mới, và chúng ta có thể nhắc nhở nhau đào Pi, và những cái thông tin hữu ích ở trong trong nhóm Pi sẽ được cập nhật mới nhất các bạn nha, nhanh nhất, mới nhất, và được hỗ trợ trực tiếp nhất từ mình. Video hôm nay thì mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.